Chiều ngày 15 tháng 5, Đảng bộ thành phố Uông Bí long trọng tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 67 đảng viên của Đảng bộ. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Lâm, tình ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố có 2 đồng chí được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 47 đồng chí được trao huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng phát biểu tại lễ trao huy hiệu đảng đồng chí trần văn lâm tỉnh ủy viên bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố khẳng định trao huy hiệu là sự ghi nhận của đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng đảng đồng chí bí thư thành ủy mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu tuyên truyền vận động gia đình và người thân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh tiếp tục quan tâm chung tay góp sức đưa thành phố uông bí ngày càng phát triển trở thành nơi đáng đến và đáng sống